Lan có 30 que tính, Ngọc có nhiều hơn Lan 10 năm que tính. Hỏi, cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính? Vậy thì sau khi các em đã đọc thầm bài bằng mắt rồi, vậy các em có thể cho cô giáo biết được bài toán cho ta biết gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì không? À, các em cùng suy nghĩ nhé. Nhìn vào đề toán, chúng ta sẽ thấy ngay bài toán cho chúng ta biết Lan có 30 que tính, Ngọc có nhiều hơn Lan 15 que tính. Và bài toán hỏi chúng ta điều gì? Mời các em cùng quan sát. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính? Vậy bây giờ các em hãy cho cô giáo biết Lan ở đây, chúng ta đã biết được số que tính của bạn Lan chưa? À, chúng ta đã biết được số que tính của bạn Lan rồi. Còn bạn Ngọc thì sao? À, ta chỉ biết được là bạn Ngọc có nhiều hơn bạn Lan 15 que tính. Vậy là ở đây chúng ta chưa biết được cụ thể bạn Ngọc có bao nhiêu que tính. Vậy bài toán lại hỏi chúng ta rằng là phải tính cả số que tính của bạn Lan và bạn Ngọc. Vậy để làm được bài này, trước tiên chúng ta phải làm bước gì trước nào? À, chúng ta nhìn vào 30 que tính. Vậy thì chúng ta phải làm bước đổi 30 que tính này. Vậy thì các em có nhớ đổi 30 que tính này bằng bao nhiêu không? Ở lớp 1 chúng ta đã học rồi. À, 30 que tính này chúng ta sẽ đổi thành 30 que tính. Bây giờ cô cùng các bạn đi vào phần bài giải nhé. Cô có bài giải. Đầu tiên, cô giáo sẽ phải đổi 30 que tính của bạn Lan này ra thành 30 que tính. Các em cùng thực hiện nhé. Đổi 30 que tính bằng 30 que tính. Sau khi đã đổi được số que tính của bạn Lan ra rồi, thì cô cùng các bạn sẽ đi thực hiện tìm số que tính của bạn Ngọc. Ở đây người ta cho Ngọc nhiều hơn Lan 10 năm que tính. Vậy ở đây là dạng toán gì các em đã học rồi? Nào, dạng toán gì nào? À, đó chính là dạng toán nhiều hơn. Vậy thì cô cùng các bạn sẽ đi thực hiện tìm số que tính của bạn Ngọc nhé. Cô giáo có số que tính Ngọc có là, vậy đã là dạng toán nhiều hơn thì chúng ta sẽ phải làm tính gì đây? À, đó là phép tính gì? Đó chính là phép tính cộng. Cô giáo lấy 30 que tính là số que tính của bạn Lan, cộng với 15 que tính là số que tính của Ngọc nhiều hơn Lan. Cô có 30 cộng 15 bằng 45 que tính. Và đến đây thì chúng ta thực hiện tìm xong que tính của bạn Ngọc rồi. Vậy thì việc còn lại của cô cùng và các bạn đó là đi tính số que tính của cả hai bạn. Vậy thì ở đây chúng ta có lời giải như thế nào? Các em hãy cùng suy nghĩ nhé. À, chúng ta sẽ phải đi nó tìm như sau. Số que tính của cả hai bạn có tất cả là. Lúc này thì chúng ta đã biết được số que tính của bạn Lan là 30 que tính. Và số que tính của bạn Ngọc là bao nhiêu đây? Chúng ta vừa tính được. À, đó là 45 que tính. Vậy thì cô chỉ việc lấy số que tính của hai bạn cộng lại với nhau. Cô có 30 cộng 45 bằng 75 que tính. Và cô có đáp số là 75 que tính. Đến đây là cô đã thực hiện trả lời được yêu cầu của bài, đó là 75 que tính chính là số que tính của cả hai bạn. Và vừa rồi cô giáo đã hướng dẫn xong các em đối với dạng toán giải bằng lời văn. Và chúng ta giải bằng hai lời giải, hai phép tính và một đáp số. Ở đây thì các em nên nhớ đọc kỹ đề bài để xem bài cho biết gì để chúng ta có thể thực hiện yêu cầu của bài nhé. Và đến đây cũng kết thúc video của cô. Rất mong các em sẽ ủng hộ cô giáo và đừng quên có thể làm những bài tập có liên quan và ủng hộ giáo tiếp những video về sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.